7 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lạc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Lạc Sơn có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh được tăng cường. Các chương trình trọng điểm và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện được triển khai đúng tiến độ. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2019 đạt 22,8 tỷ đồng, đạt 67% dự toán tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng ước đạt 466 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch năm. Từ đầu năm đến nay, huyện Lạc Sơn đã thu hút được 4 dự án. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh. Hiện toàn huyện có 8 xã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, huyện Lạc Sơn phấn đấu đưa xã thượng cấp về đích nông thôn mới. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lạc Sơn đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc như việc thi công một số tuyến đường tại các xã vùng cao do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đã khởi công nhưng tiến độ còn chậm. Vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn. Kinh phí chi trả chế độ nghỉ 108 giải ngân chậm và còn thiếu. Tại buổi làm việc, huyện Lạc Sơn đã kiến nghị một số vấn đề như đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ huyện trong việc thu hút các nhà đầu tư, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Để đầu tư các công trình trọng điểm do huyện làm chủ đầu tư như đường tránh thị trấn Vụ Bản, đường định cư Ngọc Sơn lên ba xã vùng cao, đường liên xã Thượng Cốc, Phúc Tuy, Phú Lương và một số công trình khác. Bên cạnh đó, huyện Lạc Sơn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường, huyện Lạc Sơn. Đặc biệt tạo điều kiện mời gọi các nhà đầu tư huy động nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng tại một số điểm tuyến du lịch. Liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, huyện đang gặp nhiều khó khăn do việc tinh giản biên chế gây nên tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh lại chỉ tiêu giao tinh giản biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần có hướng dẫn sắp xếp bố trí giải quyết chế độ chính sách cho 100 cán bộ chuyên trách, không chuyên trách dôi dư sau khi sắp nhập. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao các chỉ tiêu mà huyện Lạc Sơn đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là phát huy lợi thế để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về những nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị muốn phát triển ấy, nó là quy hoạch. Mà quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch xây dựng. Thế thì đây thì luật quy hoạch đã ra rồi, ban hành rồi thì chúng ta đang xây dựng cái này. Thì sắp tới Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ hướng dẫn. Nhưng mà tôi thấy huyện cũng phải chủ động, các đồng chí tham mưu cho lãnh đạo huyện. Chúng tôi đã bố trí vốn cho vài chi tiết rồi. Ở đây có thể là 1/2000 tỷ lệ hoặc 1/500. Đấy, cái này tỉnh sẽ lo kinh phí. Nhưng mà các đồng chí phải bám vào quy hoạch đang có ấy. Cái nào còn phù hợp thì các đồng chí dựng nữa cái quy hoạch 1/2000. Tôi đề nghị là huyện tập trung cái này đầu tiên. Và trong đó để có quy hoạch phát triển cơ sở để xây dựng cái báo cáo cho đại hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh đến việc phát triển văn hóa du lịch. Huyện cần chọn lọc những điểm du lịch tiêu biểu để tập trung đầu tư, tu bổ, tôn tạo. Huyện Lạc Sơn cần phải tập trung kinh phí, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, thủy lợi, an sinh xã hội, cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất. Từ nay đến cuối năm, huyện cần rà soát những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp để tập trung thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện Lạc Sơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành tiếp thu nghiên cứu, đề xuất giải pháp để giải quyết trong thời gian tới.